Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối thứ tư tại Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 3. À, và ở Việt Nam đã là ngày thứ năm, ngày 16 tháng 3. Và bây giờ là khoảng chừng 7 giờ tối, giờ Cali thì trong dòng thời gian đó không tới một ngày chúng ta sẽ biết kết quả cuộc họp của fed và đây là kết quả cuộc họp của tháng 3 mà chúng ta đã nói tới hầu như là hai tháng nay rồi đây là một trong những cái điều mà nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi xem coi là fed đó. cuối cùng sẽ tăng lãi suất và tăng bao nhiêu và quan trọng hơn đó là những gì fed chia sẻ trong những cái ngày tháng tới đây là fed có ý định gì về cái việc lãi suất các bạn thấy được đây đó là lịch trình à, và chúng ta thấy là 2 giờ chiều đó thì sẽ có cái đợt thông báo đến từ Fed Và 2 giờ chiều này đó Là 2 giờ chiều Giờ New York Có nghĩa là giờ Cali là khoảng 11 giờ trưa Và ở Việt Nam đó Nhưng mà nào mà có thú đó Thì các bạn phải chờ khá là trễ Tại vì tới lúc khoảng chừng là 1 giờ sáng Giờ à, Việt Nam đó Thì chúng ta mới biết được thông tin Nhưng mà thật ra nhiều lần đó thì những cái cuộc họp này nó cũng bị trì hoãn cho nên những bạn nào mà chờ đợi thì có thể bạn chờ đợi cho tới hai ba giờ sáng luôn khi mà có thông tin đó, cụ thể chúng sẽ chia sẻ ngay lập tức qua những mạng xã hội nhưng mà nào mà muốn biết kết quả đó thì có thể theo dõi thuận capital trên facebook trên twitter trên uh, telegram Tôi là chúng ta đợi đến ngày mai mới có kết quả nhưng mà đến thời điểm bây giờ đó các bạn thấy là hầu như những nhà đầu tư đó đều đã chuẩn bị tâm lý cho Fed tăng lãi suất là lần đầu tiên sau đại dịch là 0,25% từ 0 đến 0,25% là cái điều mà nhiều người đang chờ đợi hiện bây giờ và ngay cả tuần vừa rồi đó chủ tịch John Powell của Fed cũng đã chia sẻ là khả năng là ông ta sẽ ủng hộ cái việc tăng lãi suất lần đầu tiên sau đại dịch là lên 0,25% cho nên ngày mai Thuận thì vẫn có lòng tin là Fed sẽ không có muốn gây cơn sóc cho thị trường đâu Cho nên 0,25% sẽ là lời phát biểu của chủ tịch John Powell ngày mai Và nếu như mà Fed nói là không tăng đó, thì sẽ rất là xanh luôn Còn nếu như mà Fed là tăng hơn 0,25% Tăng 0,5 hay là 0,75% Thì sẽ gây một cơn sốc cho thị trường Thì sẽ không có tốt Thường nghĩ là thời điểm bây giờ khá là nhạy cảm Và có rất là nhiều điều không có rõ ràng Thì bây giờ mà sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế Và nhiệm vụ của Fed đó là không phải là gây cơn sốc cho thị trường Mà nhiệm vụ của Fed là hỗ trợ thị trường phát triển Để cho một là có mang việc làm Thứ hai là quản lý phần trăm lạm phát cho nên á, sẽ không nghĩ là Fed sẽ đưa ra quyết định nào mà làm ảnh hưởng gây cần sắp thị trường đâu, ngoại trừ là không còn lựa chọn nào khác. Nói đến đây thì chúng ta thấy là tùy bây giờ các bạn nhìn vào cái trang uh, Bitcoin Fear Index đó, thì chỉ số tham lam và sợ hãi đó là đang ở cái mức là 24, có nghĩa là vẫn nằm trong cái mức là cực kỳ sợ hãi ngày hôm qua đó là cái mức thấp hơn là 21 cũng là cực kỳ sợ hãi và tuần vừa rồi đó cũng ở cái mức này là 22 cực kỳ sợ hãi cho nên các bạn thấy được là cả tuần qua đó thị trường nằm trong phạm vi là cực kỳ sợ hãi khi mà chúng ta nhìn ở bên dưới cái biểu đồ này đó các bạn thấy được là cực kỳ sợ hãi đó đã có từ thời điểm là ngày 11 tới bây giờ rồi thì chúng ta có thể thấy là tuy là thị trường Bitcoin cực kỳ sợ hãi và ngay cả theo chứng khoán đó chúng ta nhìn vào cái chỉ số tham lam và sợ hãi. Và cái chỉ số này cho chứng khoán đó là 19 có nghĩa là cực kỳ sợ hãi. Ngày hôm qua đó là 16 cực kỳ sợ hãi. Tuần vừa rồi đó là 13 cực kỳ sợ hãi có nghĩa là cả hai thị trường à, Bitcoin và thị trường chứng khoán đều là mức cực kỳ sợ hãi. Nhưng mà giá cả đó thì lại có cái sự tăng trưởng các bạn thấy được là trong thời điểm video này đột ngột giá tăng lên từ cái mức là 39.500 lên thẳng tới mức bây giờ đó là gần như muốn phá 42.000 đô, bây giờ là 41.666 đô và cả ngày hôm nay đây mặc dù là ngày mai chúng ta đối đầu với cái thông tin lớn đó chính là thông tin Fed tăng lãi suất nhưng mà hầu thị trường nó khá là bullish các bạn thấy được là cả ngày hôm nay giá tăng từ 38.000 lên đến mức là 41.500 hiện tại. Và một điều nữa đó các bạn nên nhớ là chúng ta còn hai tuần nữa là kết thúc tháng 3 này Và kết thúc tháng 3 đó các bạn biết là kết thúc cây quý 1 của năm 2022 Và cái hợp đồng đáo hạn option quý là một trong những hợp đồng đáo hạn mà nhiều người quan tâm tới nhất Và đáo hạn quý 1 của năm 2022 đó là thứ sáu cuối cùng của tháng như là ngày 25 tây tháng 3 và các bạn thấy được trên màn hình đó, bây giờ cái max pen là cái điểm là 42.000 đô có nghĩa là đây là cái điểm mà nhiều người mua option bị lỗ nhất và chúng ta cũng đã từng thấy là hầu như đến gần cái thời điểm đáo hạn của option đã quy được mua và quy được bán đó, thì giá nó sẽ xây quanh cái mức max pen chúng ta đã từng thấy hiện tượng này xảy ra rồi không phải lúc nào cũng vậy nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ đó là các bạn nên lưu ý là cái điểm max hay bây giờ là 42.000 đô và hiện bây giờ đó thật ra lúc này video này đã giá tăng nhưng mình cũng mới dành thời gian để mà xem coi là có thông tin nào nổi bật hay không vẫn chưa giải thích được tại sao mà giá tăng như vậy và không chỉ riêng là thị trường crypto đâu các bạn thấy được hôm nay đó kết thúc. À, thị trường chứng khoán thì cũng là một màu xanh các bạn đã thấy là chỉ số Dow Jones à, đã tăng lên 1,82%, chỉ số S&P 500 đã tăng lên 2,14% và chỉ số Nasdaq đã tăng 2,92% chứng khoán đó thì các bạn thấy là trong vòng hai tuần qua thì có ngày lên có ngày xuống nhưng mà nếu chúng ta nhìn riêng về crypto đó các bạn thấy được là Bitcoin cũng giữ giá khá là tốt trong vòng mấy ngày qua tiếp tục với mức là 39.000 đô mặc dù chứng khoán có ngày lên có ngày xuống thì bây giờ đó hợp đồng tương lai thì ra sao thì các bạn thấy được hợp đồng tương lai bây giờ đó cho chứng khoán là chỉ số Dow Futures S&P Future và Nasdaq Future đã hầu như đi hàng ngang nhưng mà Bitcoin thì đang pump ở cái thời điểm hiện tại và chúng ta cũng đã thấy là, là dầu đó thì bây giờ cũng ở mức là dưới 100 đô là khoảng 97 đô cho một thùng dầu hiện bây giờ đây là hợp đồng tháng tư và chúng ta cũng đã thấy là dầu sau khi mà lên tới 130 đô thì đã đi ngược trở xuống và bây giờ là dưới 100 đô vẫn là mức cao nhưng mà không có tăng nữa và chúng ta thấy được vàng đó thì bây giờ đã trở lại cái mức à, 1922 sau khi chạm 2.000 đô thì đã đẩy lui trở về cái mức là 1922 đây là cái mức mà chúng ta cũng đã thấy mấy tháng qua rồi và nói tới vàng đó, thì có một cái thông tin khá là thú vị các bạn cũng đã nhớ là năm 2020 đó thì có một cái phong trào đó chính là đầu tư meme coin có nghĩa là những cái công ty đó mà hầu như là không có thu nhập trên bờ vực phá sản nhưng mà tự nhiên mọi người lại tham gia vào để mà mua đẩy giá lên để mà thanh lý những cái lệnh short mà những cái công ty lớn đang short. Thời điểm đó chúng ta có thể nhớ là chúng ta bắt đầu thấy cái hiện tượng lớn đó là đến từ GameStop rồi sau đó đến từ AMC là cái chuỗi mà rạp hát xem phim đó. Thì uh, sau đó thì cái phong trào này cũng đang ngồi trở lại và các bạn thấy được là AMC đó. Thì uh, sau khi tăng lên bây giờ giá cũng đã đi xuống từ 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 từ. Hầu như muốn trở lại như là cái giá trước đây, trước khi mà có cái đợt tăng trưởng của năm 2020. Thì trong một cái uh, sự kiện khá là thú vị là AMC đó bây giờ đã bắt đầu là chấp nhận thanh toán cho người ta mua vé xem phim dùng crypto các bạn nên nhớ là họ hình như là cho uh, thanh toán vé bằng bitcoin bằng ethereum bằng dogecoin thì nhớ là như vậy nhưng mà hôm nay lại có thông tin là họ đã lấy một số lượng tiền đây là cái số lượng tiền mà họ đã kiếm được khi mà giá cả tăng lên đó thì họ lấy cái số lượng tiền này để mà mua 22% của một công ty đào vàng có tên là Highcraft. Đây là một trong những cái quyết định mà nhiều người bây giờ cũng đang không hiểu tại sao AMC lại đột ngột Uh, mua 22% của một công ty đào vàng uh, ở Nevada uh, Có tên là High Club như vậy ở Hoa Kỳ Thì chúng ta thấy được là bây giờ mọi người cũng đều không hiểu tại vì người ta nói là EMC đó uh, Đáng lý đâu cũng phải nên giống như là công ty GameStop đó Là hoàn toàn tập trung phát triển cái mạng crypto Thì sẽ thu hút được nhiều người hơn nhưng mà đồng hồ công ty này đã chuyển 180 độ qua để mà mua một công ty đào vàng không phải là mua vàng mà mua một công ty đào vàng Cho nên nhiều người thật sự là không hiểu lý do này của cái À, người đứng đầu công ty là CEO Adam Aaron có thể là tại vì uh, CEO Adam Aaron nói chuyện với lại Peter Ship thì bạn cũng đã biết là Peter Ship rất là thích uh, mua những công ty đào vàng không chỉ riêng là ông ta thích uh, lưu trữ vàng mà còn thích đầu tư những công ty đào vàng nữa thì tôi cũng uh, chúc công ty AMC may mắn <laughs> chúng ta bây giờ hãy uh, chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin mà sẽ ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của Fed đi Các bạn thấy đó là bây giờ lạm phát đang tăng cao và chúng ta nghe thông tin hôm nay đó là công ty Tesla, công ty mà bán xe điện đó mà các bạn có biết Thuận cũng sở hữu một chiếc Tesla thì công ty Tesla đã tăng giá tại vì lạm phát tăng cao khiến cho vật liệu làm xe cũng tăng cao. Các bạn thấy là đây là lần tăng giá đó thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần của công ty Tesla và tuần như rồi đó là chỉ tăng một số những cái mẫu mã thôi. Lần này đã hầu như tăng tất cả luôn các bạn thấy trên màn hình đó chúng ta có hầu như mẫu mã nào của Tesla cũng tăng, như mẫu mã như là chúng ta thấy là Model 3 thì có chạy đường dài, chạy đường ngắn hay là chạy tất cả các bánh hay là chạy bánh sau. Các bạn hiểu là Model Y, Model S và Model X thì tùy theo là cái model nào các bạn thấy là Model 3 đó mà cái loại rẻ nhất đó đã tăng từ 44.990 cho cái mẫu mà cái giá thấp nhất nhưng mà các bạn thấy là đây là tăng 1.000 đô nhưng mà những cái mẫu mà giá cao hơn đó có thể tăng lên tới mười mấy ngàn đô luôn giống như là chúng ta nói tới model S trimoder hay là người ta gọi là model S Plaid đó, chiếc mà thường đang chạy hiện bây giờ thì chúng ta thấy là cái giá trước đây một tuần đó là 129.990 bây giờ đó đã lên tới 135.990 có nghĩa là tăng khoảng chừng là 6.000 đô Và đương nhiên cái giá này ra 135.990 là các bạn thấy là cái giá này chưa có upgrade, chưa có option Các bạn add vào option tự lái, các bạn add vào một số những cái option khác mà các bạn thích trong xe đó Thì cái xe này nó sẽ lên tới là 170.000 đô Chiếc Model X thì từ 126.490 lên tới 138.990 Tăng tới 12.000 đô lận nên bây giờ những người nào mà ở Hoa Kỳ mà muốn đặt mua Tesla ra là phải trả cái giá cao hơn và chờ đợi bây giờ cũng rất là lâu đó tại vì thì bây giờ nhu cầu có Tesla đó càng ngày càng cao lên nhất là khi mà chúng ta thấy là cái giá xăng tăng cao như vậy thì nhu cầu lái xe điện ngày lại càng cao hơn và ngay cả Tesla cũng không thể không tăng giá xe được và các bạn thấy là thêm vào đó nữa đó, hôm nay Tổng thống Joe Biden cũng đã ký cái lệnh. Đây là cái lệnh đã được thông qua Hạ viện và Thượng viện về việc là tăng thêm chi tiêu cho chính phủ Hoa Kỳ đó là 1,5 nghìn tỷ. Và cái số tiền này đó là để chính phủ có thể tiếp tục hoạt động từ đây cho đến tháng 9 của năm nay. Tại vì các bạn cũng đã nhớ là cái vụ liên quan tới nợ trần đó của năm ngoái thì thật ra vẫn chưa được giải quyết cái mà chúng ta thấy giải quyết đó là tạm thời mà thôi năm ngoái nó cũng có một cái gói tương tự thông qua để cho chính phủ tiếp tục mở cửa hoạt động thì bây giờ lại thêm một gói nữa là tạm thời để cho chính phủ có tiền hoạt động cho đến tháng 9 để tiếp tục để mà đàm phán về cái nợ trần có tăng và tăng bao nhiêu thì đây là thông tin mới nhất các bạn thấy là đương nhiên việc mà tổng thống cho bài đăng ký cũng là việc nhiều người cũng đã biết rồi tại vì thông qua thượng viện và hạ viện thì đã bằng bạc cả hai đảng rồi và trong cái gói này thì có thêm 13,6 tỷ đô la dùng để mà hỗ trợ những người dân của nước Ukraine nhưng mà cái mà chúng ta thấy đây đó là lạm phát đang cao, chúng ta lại khó thêm một cái gói là 1,5 nghìn tỷ à, được ký nữa, cũng như là lại thêm tiền và lại thêm tiền có mặt ở trên thị trường. đương nhiên điều này là góp phần làm tăng phần trăm lạm phát lên. Và nói tới đây đó, chúng ta thấy được đó là những cái việc liên quan tới lạm phát đương nhiên là một trong những yếu tố rất quan trọng liên quan tới là Fed có suy nghĩ gì về dài hạn. Nhưng mà ngoại điều này ra đó thì có rất là nhiều điều không có rõ hiện bây giờ. Các bạn thấy là tối ngày hôm qua đó đột ngột đó thì những cái chỉ số chứng khoán à, như là chúng ta thấy được chỉ số chứng khoán của Hang Seng có nghĩa là ở Hồng Kông đó thì đi xuống rất là mạnh ngày hôm qua Thường nhớ là có lúc xuống là 7,8% luôn và ở cái mức hiện tại đó thì cái chỉ số này tuy là hôm nay đã hồi phục lại 3,02% nhưng mà ở cái mức là 18.971 điểm đó chính là cái mức à, tương đương với lại năm 2011 như là chỉ số này đã xuống khá là nhiều luôn và không chỉ riêng là chỉ số của Hồng Kông đâu các bạn có thể thấy được là chỉ số khác của Trung Quốc đó chính là chỉ số Thượng Hải Shanghai thì chúng ta cũng đã thấy cái sự đi xuống mạnh hôm qua thằng nhớ là xuống 3-4% bây giờ vẫn đang xuống thêm một chút xuống 0,29% so với ngày hôm qua và cái mức này đã xuống thì đương nhiên là không có nhiều à, như là chúng ta nhìn vào chỉ số hang sen của Hồng Kông nhưng mà cái mức này đó cũng chả trở về thời điểm năm 2020 thì tại sao đột ngột những cái chỉ số chứng khoán của Trung Quốc lại xuống mạnh như vậy thì có rất nhiều những cái giả trước hiện bây giờ một trong những giả thuyết người ta nói đó là tại vì bây giờ chúng ta lại thấy dịch bệnh tăng thêm nữa dẫn đến là nhiều nơi của trung quốc bắt đầu đã áp dụng những cái luật cách ly xã hội cho nên dẫn đến những nhà đầu tư đã mất lòng tin khiến cho cổ phiếu đi xuống đây cũng là một điều được nói đến một điều khác được nói đến là chúng ta cũng đã nhớ là ngày hôm qua là Hoa Kỳ với lại Trung Quốc đó có một cuộc nói chuyện rất là dài luôn dài khoảng chừng 7 tiếng đồng hồ thì đương nhiên không ai biết được họ đã nói gì nhưng mà hôm nay thì có một cái số tin rò rỉ đương nhiên không ai có thể xác nhận được nhưng mà một số thông tin được chia sẻ bằng những bài báo là một phần là nói về cái việc là nước nga bây giờ bị cấm vận thì đương nhiên một những đồng minh mà có thể hỗ trợ nước nga về phiên diện tài chính đó, chính là nước trung quốc thì bây giờ nước nga sẽ buôn bán vào nền Trung Quốc và Trung Quốc có thể cung cấp hỗ trợ cho nước Nga nhưng mà cái cuộc nói chuyện ngày hôm qua đó thì theo thông tin chúng ta nhận được là nếu như mà Trung Quốc hỗ trợ nước Nga và ủng hộ nước Nga trong cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đó, thì Trung Quốc có thể gặp những cái sự cố liên quan tới cấm vận tương tự như nước Nga và đương nhiên điều này đó người ta nói là làm cho nhiều từ đó hoảng loạn cho nên bán cổ phiếu của mình ngày hôm qua đây là điều giả thức thứ nhì Thứ ba nữa đó chúng ta cũng đã thấy là có một cái thông tin thông tin này đã vẫn chưa được xác nhận nhưng mà một trong những cái điều có thể được nói đến ngày hôm qua đó chính là saudi arabia có một cuộc đàm phán với lại trung quốc đó là sẽ bắt đầu buôn bán dầu tính theo nhân dân tệ chứ không phải đồng đô la thì đương nhiên đây là một trong à, những cái lý do tại sao đồng đô la mạnh tại vì giá dầu đó là bán bằng đồng đô la và nếu như bán bằng nhân dân tệ đó thì chúng ta không biết là cái mâu thuẫn giữa hoa kỳ và trung quốc sẽ tiến tới cái bước nào cho nên tất cả những điều này ra chia sẻ với các bạn là những cái điều không rõ ràng về chính trị hiện tại và cũng góp phần vào việc là fed sẽ nghĩ như thế nào về tăng lãi suất cho nên Thùng vẫn nghĩ là fed sẽ không có muốn gây cơn sóc cho thị trường đâu tại vì chúng ta thấy được đó, là tất cả những cái sự bất ổn liên quan đến chính trị sẽ dẫn đến à, cấm bận dẫn đến là cái nguồn cung cầu nó sẽ bị gián đoạn hay là bị trì hoãn dẫn đến lạm phát lại tăng cao à, và nếu như dài hạn đó thì có thể là dẫn đến kinh tế bị suy thoái khắp nơi cho nên tôi không nghĩ là Fed sẽ làm mẫu đâu chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thôi trong vòng 24 giờ chúng ta sẽ biết từ kết quả chúng ta đã nói khá nhiều về cái tài liệu tài chính thế giới rồi chúng ta bây giờ cũng sẽ zoom vào để mà nói riêng về crypto thì có một số những thông tin cũng khá là thú vị chúng ta thấy bây giờ đó thì trên màn hình các bạn cũng đã thấy rất là nhiều màu xanh xuất hiện à, đột ngột thì giá của BTC tăng lên không xem coi bây giờ là bao nhiêu thì sau khi mà các bạn thấy trong thời gian 15 phút thôi đã tăng từ 39.500 lên tới cái mức là 41.700 thì bây giờ giá BTC đã xoay quanh mức là khoảng 41.000 đô và có nhiều mà xanh xuất hiện các bạn thấy được là được refresh cái trang CoinGecko thì chúng ta thấy là BTC tăng 5% Ethereum thì cũng vậy BNB thì tăng 2,5% trong vòng 24 giờ qua XRP tăng 1,4% theo Luna ra thì xuống một chút sau khi mà đã đạt được cái đỉnh cách đây 6 ngày thì theo Luna cũng đi xuống một chút các bạn thì được vẫn là một chim đồng tăng rất là mạnh. Nhưng mà về Teluna đó thì chúng ta thấy là ngày hôm nay đó có một số những cái tweet à uh, liên quan tới uh, Do Kwon thì Do Kwon là đứng đầu dự án của Luna là founder thì trên Twitter đó có một người có tên là Sensei Algod thì Sensei Algod nói là có ai muốn cá cược với lại mình một triệu đô la xem coi là giá của Telera Luna đó bây giờ so với lại cái giá của Telera Luna giờ này năm sao một năm sau đó sẽ cao hơn hay là thấp hơn thì uh, Sensei nói là sẽ thấp hơn thì Do uh, Khoan nói là ok sẽ cá cược với lại Sensei uh, một triệu đô la Dogecoin có lòng tin là giá của Theo giờ này năm sau sẽ cao hơn là bây giờ và hai bên thì nói chi tiết thì hai bên nói đó là bây giờ sẽ gửi một triệu đô la Tether USDT cho Ad Kobe đây là một triệu người mà rất nhiều người có lòng tin thì Ad Kobe sẽ giữ một triệu đô la này cho hai người này thì giờ này năm sau nếu như mà giá ở trên CoinGecko cao hơn 88 đô đó Dogecoin đô sẽ thắng còn nếu như ngược lại thì Sensei sẽ thắng Và Doko nói là cũng không, không quan tâm Tại vì rất là có lòng tin liên quan tới dự án này Và chỉ dù thắng đi nữa đó Doko cũng sẽ quyên góp 1 triệu đô la đó cho Angel Protocol Còn 1 triệu đô la còn lại đó thì sẽ dùng cái số tiền này để mà mua Terra All Coins Rồi sau đó sẽ đốt đi Cho nên cái việc mà cái cược này đó, thật ra Doko rất có đồng tin về tương lai của Terra Luna nhưng mà cho dù thắng thua đó thì về phương diện tài chính các bạn thấy Dogecoin là tỷ phú rồi cho nên về phương diện tài chính cũng không quan tâm đến một triệu đô la này đâu nhưng mà sau đó lại có thêm một người nữa các bạn thấy được là Người này đó là Gigantic Rebirth Thì nói là sau khi mà thấy Dogecoin đã cá cư 1 triệu đô la với là Sensei Algot Thì người này nói là cũng muốn cá tương tự 10 triệu đô la Muốn cá 50 triệu nhưng mà sợ là 50 triệu để vào tay một người khác chờ đợi một năm đó thì nguy hiểm cao quá Cho nên cá 10 triệu đô la Thì Dogecoin cũng đang nhanh chóng nói là sẽ chấp nhận cá 10 triệu đô la với lại uh, At Gigantic Rebirth Thì bây giờ đây các bạn thấy được là Kobe cũng sẽ là người mà đứng chính giữa và sẽ giữ tổng cộng là 22 triệu đô la thì um, a nói là sẽ tạo ra một cái ví mà cần 2 trên 3 chữ ký mới di chuyển được cho nên lỡ như có chuyện gì ra giờ này năm sau thì số tiền này cũng sẽ được chung một cách rõ ràng đây là cái thông tin mới nhất liên quan tới uh, Luna các bạn thấy được là Luna bây giờ đó vừa mới lập đỉnh mới cách đây 6 ngày mà DoCon vẫn chấp nhận cá cược giờ này năm sau giá sẽ cao hơn là giá bây giờ thì cũng đủ thấy được là lòng tin của DoCon như thế nào bây giờ là cá cược tổng cộng lên tới 11 triệu đô la còn Solana thì cũng tăng tương tự như là Bitcoin và Ethereum, Cardano cũng tăng 3,3%, Polkadot cũng tăng tương tự 5,2%. Có thể được hôm nay là một ngày mà có nhiều màu xanh ở trên thị trường. Chúng ta dành mỗi thời gian để mà chia sẻ thông tin liên quan tới on-chain đi. Thì các bạn đã thấy là mặc dù là giá cả đi hàng ngàn nhưng mà các bạn thấy là hai tuần qua đó rất rõ ràng trên màn hình. Đây là cái tài liệu liên quan tới số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra hàng ngày mỗi thanh một ngày thì rất rõ ràng luôn các bạn thấy là hai tuần qua đó đã có nhiều đợt cái số lượng Bitcoin đột ngột rời khỏi sàn. Và chúng ta thấy rõ hơn đó khi mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng Bitcoin trên sàn như thế nào. Đã bắt đầu từ thời điểm là tháng 3 năm 2020 thì các bạn thấy là càng ngày càng ít Bitcoin trên sàn hơn. Thời điểm tháng 3 năm 2020 đó chúng ta có lúc đó đó là 3 triệu Bitcoin tổng cộng có trên sàn. À, các bạn thấy được bây giờ còn bao nhiêu bây giờ đó chỉ còn có cái mức là 2,3 triệu Bitcoin trên sàn mà thôi và gần đây hơn nữa chúng ta thấy được là mấy ngày hôm nay đó thì Bitcoin liên tục và liên tục rời khỏi sàn các bạn thấy đường màu xanh này cứ đi xuống mà đi xuống càng cái Bitcoin trên sàn hơn mỗi lần thường chia sẻ thông tin này đó, thì cũng sẽ có bạn nói là thường nói như vậy nhưng mà không thấy giá tăng các bạn zoom ra sẽ thấy được là bắt đầu là từ tháng 3 của năm 2020 Thực ra từ lúc mà đi xuống đó chúng ta sẽ không biết được liền đâu Nhưng mà khoảng chừng là hè của năm 2020 đó Thường đã bắt đầu thấy cái hiện tượng này và đã chia sẻ rất nhiều video với các bạn Là giá cả đi xuống đương nhiên đây là một trong những cái dấu hiệu là có người thu mua BTC rồi đem ra khỏi sàn có nghĩa là dài hạn nó càng ngày càng ít nguồn cung trên sàn hơn nhưng mà chỉ đáng tiếc là những cái tài liệu on chain này đó những bài nào mà không có tính nhận lại đó thì sẽ không có nắm bắt được đâu tại vì một thời gian sau chúng ta mới thấy là cái số lượng bitcoin mất trên sàn đó có cái sự ảnh hưởng đến cái tổng nguồn cung các bạn thấy được là nếu như mà càng ít đưa trên sàn hơn mà chúng ta thấy là lúc đó, đó cái nguồn cầu cũng không tăng lên hay là thậm chí giảm đó thì chúng ta sẽ không thấy giá tăng đâu Nhưng mà chỉ cần là chúng ta đến một mức nào đó đột ngột là có nguồn cầu trở lại Thì lúc đó giá nó sẽ tăng bọt lên tại vì đột ngột bây giờ đã không còn nhiều Bitcoin trên sàn nữa Cho nên lúc nào cũng vậy cần một thời gian thì cái sự mất Bitcoin này trên sàn đó, Càng ngày càng, càng ít Bitcoin hơn đó, thì mới thấm bạo trên thị trường Và chúng ta mới thấy giá có cái sự phát triển mà chúng ta cũng đã thấy là từ lúc mà chuyện này xảy ra từ tháng 3 năm 2020 đó lúc đó giá BTC chỉ có là 5.600 đô mà thôi bây giờ giá là, là bao nhiêu rồi và mặc dù các bạn thấy được là giá lên giá xuống nhưng mà chúng ta thấy được là vẫn tiếp tục dấu hiệu đó Bitcoin được đem ra khỏi sàn chứ không phải là nạp vào Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó, đó chính là Coin 98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain, như là đa chuỗi đó, giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi. Ngay trên cái ví Coin98 đó các bạn có thể swap, mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap. Các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh. Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98. Thứ tư cũng có một số những cái thông tin tốt ngày hôm nay các bạn thấy là cả hai sàn lớn sàn Binance và sàn FTX thì hai sàn này cũng đang nhận được giấy phép hoạt động thứ nhất đó là sàn Binance nó là họ đã nhận được giấy phép hoạt động ở quốc gia Bahrain và FTX cũng nhận được giấy phép hoạt động ở Dubai đây là cả hai quốc gia nằm ở khối Trung Đông thì càng ngày càng rõ ràng hơn là các bạn thấy tất cả những quốc gia lớn đó đều chỉ có ý định là quản lý thị trường này mà thôi và những sàn lớn đó thì các bạn thấy bây giờ họ có rất nhiều tiền và hoạt động rất là quy mô cho nên họ sẽ có cách để mà mướn luật sư họ sẽ có cách để mà quyên góp cho những người lập pháp để có thể có những lực tốt cho thị trường cũng như là họ có thể là có luật sư để hỗ trợ họ nhận được giấy phép hoạt động của những quốc gia ngay cả hoa kỳ bây giờ cũng có rất nhiều sàn không phải xuất xứ từ Hoa Kỳ, xuất hiện ở Hoa Kỳ và có cái chi nhánh riêng như là Binance US hay là FTX US và chúng ta cũng được cái sự ủng hộ càng ngày càng nhiều hơn chúng ta thấy được hôm nay đó là có một ngân hàng rất là lớn ở châu Á đó chính là DBS thì ngân hàng này đó cũng đã lên tiếng nói là ủng hộ sự phát triển của crypto và các bạn thấy được là đây không phải là ngân hàng riêng ở châu Á đâu trước đây các bạn thấy là phần lớn là ngân hàng ở châu Âu và châu Mỹ đó là dẫn đầu của phong trào ủng hộ crypto châu Á thì khá là im lặng nhưng mà gần đây các bạn thấy là ngoại trừ ngân hàng DBS ra chúng ta cũng có ngân hàng à, Thái Siam Commercial Bank đó chính là ngân hàng của Thái Lan cũng như là ngân hàng của Philippines là Union Bank của Philippines là cả ba ngân hàng này điều lên tiếng ủng hộ Bitcoin thì tại sao vậy? Có phải tự nhiên là họ thức dậy đêm sáng họ lại thấy là thị trường này quá tiềm năng là họ tin vào phi tập trung hay không? Thì đương nhiên thường không nghĩ như vậy. Đương nhiên là các bạn thấy là bây giờ nhiều ngân hàng lớn nó đã tham gia vào Bitcoin crypto đã trở thành một phần của thị trường tài chính cứ nhìn vào những cái sàn giao dịch đó, thường là chia sẻ với bạn trước đây đó năm 2018 cho dù đó là thời điểm à, chán nản nhất của thị trường này nhưng mà các bạn thấy là những cái công ty như là Coinbase như là Binance chia sẻ thu nhập đó cao bao nhiêu các bạn thấy được là những cái ngân hàng lớn nó nhìn vào những công ty à, sàn giao dịch ở trong thị trường này đó nhìn vào cái số lượng tiền họ kiếm được thì những ngân hàng này họ sẽ không có ngồi yên đâu họ cũng sẽ muốn tham gia vào để mà kiếm được tiền kiếm được lợi tính từ thị trường này quốc gia cũng muốn đánh thuế cũng muốn tạo cái việc làm từ thị trường này cho nên thị trường này càng ngày càng được nhiều người ủng hộ và các bạn có nghĩ những ngân hàng này đó họ thông báo là họ ủng hộ crypto bitcoin sau đó họ đi mua hay không tôi nghĩ là đương nhiên là họ có thể là đã mua trước đó rồi thậm chí đã âm thầm thu mua một thời gian trước khi mà chúng ta À, thấy cái thông báo liên quan đến là họ ủng hộ thị trường này như thế nào Và chúng ta có thể nhìn thấy những cái tài liệu on-chain đó cũng là những lý do Thường nghĩ tại sao mà chúng ta thấy càng ngày càng ít Bitcoin sẵn sàng hơn Chúng ta chỉ biết những cái công ty mà lên tiếng hô hào là mua Bitcoin mà thôi Còn bao nhiêu công ty âm thầm, bao nhiêu hàng âm thầm ủng hộ thu bây giờ chúng ta đâu có biết đâu Thậm chí các bạn thấy được là những người mà trước đây đó rất là ghét Bitcoin những người nổi tiếng như là Bill Rose, Bill Rose là một cái người mà người ta gọi là vua trái phiếu. Thực ra thằng cũng không rành về Bill Rose lắm, nhưng mà có rất nhiều người thích Bill Rose và thần tượng người này. Đây là một người mà trước đây đã liên tục chỉ trích về Bitcoin, crypto nói là không có giá trị, bong bóng, vân vân. Chúng ta cũng đã biết rồi. Nhưng mà Bill Rose thì hôm nay chia sẻ là ông ta đã nghĩ sai về Bitcoin rồi. Ông ta nghĩ Bitcoin đó sẽ không thể thay thế tiền tệ, nhưng mà là một cái công cụ lưu trữ giá trị rất có hiệu quả. tuy nhiên ông ta vẫn không phải là fan của NFT và không phải là fan của nhiều altcoins. nhưng mà các bạn thấy là Bill Rose cũng nói là ông ta đang nghĩ sai và ông ta bây giờ là bắt đầu tích lũy BTC. À, một người nữa gần đây đó mà rất nổi tiếng đó chính là Ken Griffin. Ken Griffin là người đứng đầu của Melvin Capital. các bạn nghe tên này cũng quen. tại vì Melvin Capital đó là công ty đứng sau lưng cái sự drama với lại Wall Street Bet. À, là người mà short những cái cổ phiếu như là GME Melvin Capital đó là một cái tên tuổi nổi tiếng ở trong uh, thị trường hash fund thì cũng tương tự như là Bill Gross nói là đã nói sai về Bitcoin rồi bây giờ đó đã bắt đầu uh, là muốn tham gia vào thị trường này cung cấp tạo lập thị trường điều này tốt hay là xấu thì nhiều người thích nhiều không thích tốt quá là Melvin Capital có thể là đem tới rất là nhiều tính thanh thoảng cho thị trường này xấu đó là nhiều người nói là Melvin Capital là một con cá mập đi vào thị trường này thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận nhưng mà các bạn nên thấy đây đó là đương nhiên Bill Rose và Ken Griffin à, không phải là thức dậy sáng nay rồi lại đưa ra cái thông báo là rất là thích crypto và bitcoin ở đâu đương nhiên họ có thể đã tích lũy lâu năm rồi và các bạn đã thấy được là đây là những người mà trước đây thường hay chỉ trích bitcoin và crypto cho nên các bạn nên hiểu là các bạn không được tin những gì họ nói nhưng mà hãy nhìn những gì họ làm cho nên thường rất là thích xem tài liệu on chain tại vì chỉ có tài liệu on chain mới cho chúng ta thấy được một cái bức ảnh dài hạn mà thôi chứ còn hàng ngày các bạn theo dõi thị trường lên lên xuống xuống đó thì sẽ dễ bỏ quên đi cái bức ảnh lớn hơn Nói tới đây đó, thì giá BTC là 40.950 Thường cũng muốn xem coi uh, là hồi nãy chúng ta có thấy cái hiện tượng long swing hay là short swing hay là không Có nghĩa là bị thanh lý lên long và short đó, thì chúng ta sẽ vào trang coinclass.com như bạn hay ở thuận là làm sao để xem tài liệu này thì các bạn vào coinclass.com sau đó các bạn bấm vào liquidation thì đây là lệnh thanh lý thì các bạn thấy là một giờ qua đó thì cái số lượng lệnh bị thanh lý tính thành đô la là 81,6 triệu thì 81,6 triệu này có thể nhiều bạn nói là không có cao tại vì những ngày cao đó thì chúng ta thấy là trong giờ một ngày có thể là bị thanh lý hơn 1 tỷ đô la nhưng mà các bạn có để ý thấy được là 24 giờ qua chỉ có 175 tỷ bị thâm lý thì không phải là cái số lượng lớn lắm nhưng mà các bạn thấy là trong vòng một giờ thôi thì một giờ đã có 81 triệu đô la bị thanh lý rồi 4 giờ chỉ có 91 triệu bị thanh lý và 13 giờ chỉ có 135 triệu mà thôi mà trong vòng một giờ mới đây đã có 81 triệu rồi lấy con số nhân 24 thì thực sự là không có nhỏ đâu cho thấy được là mới đây chúng ta cũng thấy một loạt những cái đợt thanh lý lệnh à, đòn 7 và nhiều nhất là gì các bạn thấy được là trong 4 giờ qua thì phần lớn lệnh thanh lý là lệnh short 87,69% lệnh short vừa bị thanh lý tổng cộng đó là 39.385 trader vừa bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua và hiện bây giờ đó tình hình long short như thế nào thì long short đó, các bạn thấy được là trong vòng một giờ qua thôi thì các bạn thấy là phần lớn bây giờ là nghiêng về lệnh long 53,38 lệnh long còn lại là 46,6 lệnh short đến từ những sàn lớn như là Binance, FTX vân vân nhưng mà trở lại đi À, hiện giờ thì thuận đang làm gì thì gần đây thường đã từng chia sẻ với các bạn là thường rất là chú tâm và trung bình giá bitcoin thường thường hay chia sẻ những thông tin này với các bạn thường xuyên để các bạn thứ nhất là nắm được là thuận đang à, lưu trữ những đồng nào và chú tâm nhiều những đồng nào để cho các bạn có thông tin mà thôi nhưng mà thứ nhì nữa đó là thuận thường hay chia sẻ nhiều đồng trên cái channel này cho nên mỗi lần thường nói tới đó thì các bạn biết thuận đang lưu trữ đồng nào nó sẽ tốt hơn nó sẽ minh bạch hơn thì các bạn thấy từ tháng 8 cho tới bây giờ thì rất là chủ tâm và BTC lúc đó đó là các bạn à, đã nhìn thấy là Ethereum nó chiếm tỷ lệ tới 41% à, Bitcoin chỉ có 35% mà thôi nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó thì Bitcoin đã chiếm 47% và Ethereum là chiếm 28% Bitcoin đã một lần nữa dẫn đầu và các bạn thấy là BNB đó là 13% Cardano thằng lưu trữ là 8% Vital là 1% CEO là 2% còn lại đó là trăm những đồng nhỏ hơn như là Solana, FTT và Polkadot. Thì đây danh được đầu tư mới nhất của Thuận. Gần đây Thuận chú tâm trung bình giá là hàng ngày luôn. Chúng ta chuyển qua nói tới Ethereum đi thì trước khi mà chúng ta nói tới Ethereum có một thông tin khác nữa. À, Thuận muốn chia sẻ với các bạn là một trong những điều mà chúng ta thấy là cũng đáng là quan tâm đến là cái số lệnh đòn bẩy bây giờ đó vẫn còn cao luôn. Các bạn thấy là lệnh đòn bẩy đó đã đi hàng ngang thậm chí xuống một chút là từ à, đầu tháng 1 cho đến cái thời điểm là đầu tháng 3 nhưng mà gần đây đó các bạn thấy là cái số lượng lệnh đồng bảy đó nghĩa là cái đường màu xanh các bạn trên màn hình đó một lần nữa lại đạt cái đỉnh cao chúng ta không muốn thấy cái số lượng lệnh đồng bảy cao quá tại vì có thể dẫn đến những cái đợt tăng mạnh hay là xuống mạnh tại vì nhiều lệnh bị thanh lý thì sẽ có hiện tượng đó nhưng mà hiện bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn là lệnh đồng bảy bây giờ đã vẫn ở mức rất là cao và thậm chí có sự tăng trưởng bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 cho đến thời điểm bây giờ cái đường màu xanh các bạn thấy trên màn hình Chuyển qua Ethereum đó thì chúng ta cũng có thể thấy hiện tượng tương tự như là BTC. Gần đây đó chúng ta thấy là có cái sự mất đi của Ethereum và đặc biệt đó là ngày hôm qua ngày 14 tây chúng ta đột ngột có cái số lượng lớn Ethereum rời khỏi sàn, chi tiết hơn đó là 391.488 Ethereum đã rời khỏi sàn ngày hôm qua. Và nhìn chung tổng quát đó thì các bạn thấy được là cái số lượng uh, Ethereum trên sàn đó thì cũng mất đi theo thời gian bắt đầu từ năm 2020. Và gần đây đó các bạn thấy là từ tháng 2 giữa tháng 2 cho đến cuối tháng 2 đó thì có uh, một thời gian ngắn các bạn thấy là có thêm một ít Ethereum trên sàn nhưng mà đột ngột ngày hôm qua đó thì hầu như đã trả trở về cái thời điểm như là giữa tháng 2 rồi coi như là những cái Ethereum đã nạp lên trên sàn có thể là nhiều người lo lắng và bán Ethereum nạp lên sàn thời điểm đó nhưng mà đã rời khỏi sàn ngày hôm qua đã trả trở về số lượng Ethereum trên sàn bây giờ đã thấp cũng như là cái mức thấp hồi giữa tháng 2 gì đó trước khi mà có Ether nào lên sàn một chút cũng tương tự như là BTC nhìn dài hạn càng ngày càng ít Ethereum trên sàn hơn và nói tới Ethereum đó, thì các bạn thấy uh, nhiều người thì rất là thích nhìn vào Ethereum và so sánh với những đồng khác à, những cộng đồng khác sánh về công nghệ vân vân à, về tốc độ nhưng mà thật ra những cái đó nó chỉ là một phần của giá trị của một nền tảng mà thôi điều quan trọng hơn đó là đứng sau nền tảng đó là có những ai và họ có cái túi tiền lớn bao nhiêu để mà hỗ trợ ủng hộ sự phát triển của nền tảng đó đó mới là điều quan trọng cho nên có thể là các bạn thích một đồng nào đó nhưng mà cộng đồng cũng có thể mạnh rất là hào hứng để mà hỗ trợ cái mạng lưới đó nhưng mà cái vốn hóa lại không có các bạn nên nhớ đó là muốn thu hút được những người mà gây dựng ứng dụng các bạn muốn mở rộng hệ sinh thái đó thì cần phải có tiền để mà khuyến thích mọi người cần có tiền để mà gây dựng nền tảng cho nên chúng ta thấy được là Bitcoin đó thì ngoại trừ là cộng đồng lâu năm ra các bạn thấy đã đứng sau lưng cũng là những công ty như là Blockstream Capital hỗ trợ rất nhiều về cái phương diện tài chính những ngày đầu tiên cho Bitcoin cho nên mới có ngày hôm nay thứ nhì nữa đó là chúng ta thấy à, là Ethereum đó thì đứng sau lưng đó chính là nhiều đơn vị và đơn vị mà có nhiều tiền nhất đó chính là Consensus cho nên Consensus đó là một trong những đơn vị ủng hộ rất nhiều tiền bạc để mà phát triển Ethereum và các bạn thấy được là gần đây hơn đó là chúng ta đã thấy là công ty Consensus à, đã kêu gọi thêm vốn hóa vòng D đó là lên tới 450 triệu đô la và bây giờ đã công ty Consensus đáng giá lên tới 7 tỷ đô la có thể thấy được là đây là những công ty mà có rất là nhiều tiền và trong cái vòng D này đó các bạn thấy được là có những công ty lớn như là Microsoft và công ty SoftBank đầu tư vào cái dòng D này để mà ủng hộ công ty Consensus tiếp tục phát triển Ethereum và nói tới Consensus thì nhiều bạn là không có rành về công ty này các bạn có thể nghe nói tới những cái hội nghị được tổ chức bởi Consensus nhưng mà khi mà các bạn lên trên trang consensus.net các bạn à, kéo xuống phía dưới này, các bạn sẽ thấy được à, đầu tiên hết là đương nhiên người mà đứng đầu của consensus đó chính là founder Joseph Lubin, thì Joseph Lubin đó chính là một trong những uh, cầu founder của Ethereum, cho nên công ty này đó gây dựng để mà ủng hộ sát phát triển của bạn lưới Ethereum và các bạn thấy bên dưới này đó là chúng ta thấy là những cái sản phẩm của Consensus Chúng ta có rất nhiều những sản phẩm nhưng mà sản phẩm mà nhiều bạn có thể thấy được đó chính là MetaMask Mà các bạn thường sử dụng nên MetaMask là một trong những sản phẩm của Consensus và có tới 30 triệu người dùng hiện bây giờ Còn lại là các bạn thấy được Infura Infura là cái công ty mà chạy những cái máy chủ của Ethereum Kết nối với MetaMask đó các bạn đã thấy đây gần đây có những cái drama giữa MetaMask và Infura Nhưng mà một điều mà chúng ta thấy là rất là thú vị đó chính là một cái lời cáo buộc gần đây thì uh, consensus đó là có hiểu đơn giản là hai công ty chúng ta có công ty consensus là công ty chuyên về sản xuất phần mềm cho mạng lưới ethereum và công ty thứ nhì đó là công ty consensus mesh thì trước đây đó công ty consensus mesh còn gọi là consensus ag thì hiểu đơn giản đó một bên công ty consensus là công ty chuyên về uh, phần mềm còn công ty Consensus AG là cái quỹ đầu tư thì công ty Consensus AG này đó và công ty Consensus thì người đứng đầu à, lãnh đạo đó cũng là Joseph Lubin là người mà giữ cái à, vai trò rất là quan trọng cho cả hai công ty này. Hai công ty liên quan với nhau và năm 2020 đó thì theo cái lời cáo buộc của một số những cái cổ đông bây giờ đó là công ty Consensus AG hay là Consensus Masters đã trao lại quyền cho những cái phần mềm mà đáng giá đó chính là Infura và Metamask cho công ty consensus và cái đợt mà buôn bán này giữa hai công ty đó là bán với cái giá là không hợp lý so với địa thị trường thì tại sao lại có cái buôn bán này tại vì đó người ta nói là Joseph Lubin là người đóng vai cho lãnh đạo cho cả hai công ty cho nên à, vì một lý do nào đó đó đã chuyển nhượng tất cả những cái quyền cho Infura và Metamask qua bên Consensus mua lại bản quyền của hai công ty này và sau đó đó thì lại có sự xuất hiện của một công ty mà nhiều bạn sẽ biết chính là ngân hàng JP Morgan thì ngân hàng JP Morgan á dựa theo công ty kiểm toán PwC đó thì đã mua lại 10% cổ phần của công ty Consensus tại sao họ đầu tư 10% cổ phần vào công ty Consensus tại vì họ bỏ tiền vào mua một cổ phần tại vì công ty consensus bây giờ đã có quyền à, để mà quản lý hai cái ứng dụng rất đầu tiên đó chính là Metamask và Infura và Metamask á, dựa theo thống kê rất đáng giá luôn cái à, phần mềm này đã bây giờ có thể đáng giá lên tới là hơn 3 tỷ đô la cho nên bây giờ đã có một cái vụ uh, uh, thư kiện xảy ra uh, và bây giờ đó là kiện giữa những cái cổ đông của công ty đầu tư Consensus AG à, kiện là cái việc mà chuyển nhượng à, cái à, phần mềm MetaMask và cái phần mềm Infura đó, việc chuyển nhượng đó là cái giá không hợp lý, cho nên gây thiệt hại đến những nhà đầu tư cho Consensus AG và nhiều người bây giờ chỉ trích Joseph Lubin á là Joseph Lubin à, đã nhận được nhiều lợi ích đến từ cái à, giao dịch này và đương nhiên Công ty đứng sau lưng đó chính là JP Morgan thì rất là thú vị đây. Đây là chuyện đã xảy ra vào năm 2020 và thời điểm đó các bạn thấy là JP Morgan à, vẫn tiếp tục nói xấu về crypto nhưng mà sau lưng nó thì lại âm thầm đầu tư một số tiền lớn à, vào trong công ty Consensus để có thể tiếp cận được phần mềm Metamask và Infura Cho nên một lần nữa chúng ta không nên nghe những gì họ nói mà hãy nhìn những gì họ làm. Một uh, điều khác tôi muốn chia sẻ đó là liên quan đến công ty Consensus và Metamask đó, thì ngày hôm nay Thông tin mới nhất đến từ Decrypt đó là Joseph Lubin à, đã xác nhận đó là Metamask chuẩn bị cho ra một cái Token và chuẩn bị đưa ra một cái DAO, một cái cơ sở quản lý tự trị DAO Thông tin cuối cùng, tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin liên quan tới Polygon Studios thì Polygon Studios là công ty mà sẽ phát triển à, những cái game và những cái NFT Web3 để mà phát triển trên mạng lưới của Polygon hay là mạng lưới Matic mà nhiều bạn biết đó là mạng lưới tầng 2 của Ethereum và công ty này cũng đã thu hút được rất là nhiều những cái tài năng đến từ những công ty lớn như là Amazon, Google, YouTube, Electronic Arts, Penske Media và Mythical Games và công ty này đó sẽ chủ yếu rất là chú tâm phát triển về game NFT thì điều mà mình thường nói đây là có hai điều thứ nhất là các bạn thấy được là blockchain crypto bây giờ đó là một chuyên ngành rất là nổi và thu được rất nhiều tài năng hồi xưa đó là những công ty trong crypto này đã cần phải đi năn nỉ những người có tiếng tâm vào công ty của họ để mà làm việc. Bây giờ thì ngược lại, nhiều người bây giờ đã làm việc từ những công ty lớn như là Amazon, Google, YouTube, EA thì nộp đơn để được làm trong một lĩnh vực hoàn toàn đang đổi mới tất cả thị trường bây giờ đó chính là crypto và blockchain. Thứ nhì nữa đó là các bạn thấy là cho dù thị trường bây giờ đã nguội lại, bây giờ hầu như ít ai nói tới game NFT, nhưng mà cái này không bắt đầu không chào đâu, game NFT đã xuất hiện và sẽ ở lại nhưng mà theo thời gian đó thì sẽ có nhiều thay đổi những cái game NFT giai đoạn đầu đó, một là thay đổi, hai đó là sẽ bị quên lãng và sẽ có những cái thế hệ game NFT mới sẽ được sinh ra. Và đây là thông tin mà thường muốn chia sẻ với bạn trong cái video ngày hôm nay. Và một lần nữa Thuận rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Và những người nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi như là được giảm phí giao dịch hay là nhận được bonus Thì các bạn hãy bấm vào cái link bên dưới các bạn có thể nhận được những ưu đãi rất là hấp dẫn đến từ Thuận Capital Như là các bạn có thể tham gia vào những sàn giao dịch như là sàn Bybit các bạn có thể nhận được bonus cũng như là được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên và các bạn cũng có thể tham gia vào sàn FTX được giảm 10% phí giao dịch hay là sàn Binance được giảm tới 20% cái phí giao dịch và những sàn khác như là sàn Margin FX hay là sàn Asanix và các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái ứng dụng lending có lại nổi tiếng như là Nexo hay là BlockFi hay là các bạn có thể tìm hiểu ứng dụng crypto khoan hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain tất cả những cái bonus chi tiết sẽ nằm ở dưới cái video này các bạn bấm vào để mà tìm hiểu thêm và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn